đâu rồi? Đâu rồi? Tín hiệu của âm nhân phát ra từ đâu nhỉ? Hả? Đây rồi, đây rồi. Âm nhân ơi, âm nhân ơi. Không, người ấy có vẻ đã chết rồi. Không được, không được. Mình phải nhanh chóng triển khai công nghệ cao để giữ linh hồn của người ấy lại. Hả? Cái gì đây? Ta chưa chết hay sao? Hả? Còn ngươi nữa? Ngươi là ai? Chồng ngươi quen quá. Ngài không nhớ tôi là ai à? Mấy ngàn năm trước, tôi từng là thủ lĩnh của một binh đoàn robot. Chúng tôi đã tới hành tinh này để tìm kiếm một số nguyên liệu cần thiết, nhưng không may bị một con quái vật to lớn tấn công. Rồi sau đó ngài bỗng dưng xuất hiện, giết chết con quái vật đó, cứu lấy binh đoàn của tôi kịp lúc. Chúng tôi nhớ ơn ngài và đã thực hiện một giao kèo với ngài. Chỉ cần sau này ngài gặp nguy hiểm, một hơi thở phóng xạ phun lên trên trời để làm tín hiệu, chúng tôi sẽ có mặt ngay lập tức và giúp đỡ ngài. Hả? Thì ra là vậy. À đúng rồi, một tí nữa ta quên mất. Cái thứ chết tiệt đó đã giết chết ta, giành lấy khu rừng và hành tinh này của ta. Ta phải đi báo thù, giết chết lại nó. Khoan đã ân nhân. Hiện tại thì sức mạnh và cơ thể của ngài không như ban đầu được nữa rồi. Người của ngài đã bị thối rữa. Tôi chỉ giữ lại phần linh hồn trong cái cơ thể lắp ghép máy móc nhỏ này thôi. Cái gì? Cơ thể của ta toàn là máy móc sắt thép không à? Chết tiệt thật. Không được. Dù như vậy, ta cũng vẫn phải tiến về phía trước, giết chết cái thứ gớm ghiếc to lớn quái vật đã đánh bại ta. Tránh ra lũ khốn kiếp này. Âm nhân, vậy thì ngài hãy chờ tôi. Tôi sẽ đi tìm thật nhiều sắt thép và nguồn năng lượng mới. Tôi sẽ tạo dựng cho ngài một cơ thể khổng lồ như cũ. Ta biết rồi. Cảm ơn ngươi nhiều lắm. Chắc chắn sau này nếu thành công, ta sẽ trả ơn cho ngươi. Ta sẽ dắt ngươi đi karaoke có mấy em gái tiếp viên xinh đẹp. Được. Hào án. Chào các bạn, tôi là Kim Titan. Tôi là quái vật phóng xạ vua của thế giới này. Tuy nhiên dạo gần đây đã xuất hiện một con quái vật rừng rất kỳ lạ, còn to lớn hơn tôi nữa. Và nó đã giết chết tôi. Trước khi chết, tôi cố gắng theo quán tính của mình phun một hơi thở lên trên trời. Thật không ngờ, một sinh vật người máy mà trước đây tôi từng giúp nó đã tới đây và cứu lại tôi. Tuy nhiên thì nó chỉ giữ linh hồn tôi trong một cái thân xác máy móc mô phỏng lại hình dạng ban đầu, nhưng ở kích thước vô cùng nhỏ bé. Sau đó, vì quá gấp gáp, tôi không có thời gian để chờ đợi sinh vật robot kia tiếp tục nâng cấp cơ thể của tôi. Tôi cũng quyết định lệnh đường tiến thẳng tới chỗ của con quái vật cố thủ để hòng báo thù và đánh với nó một trận nữa. Là lũ rắn bay đâm đầu cận vệ của mình. Không, sao bọn chúng chết hết rồi? Không lẽ mình bị thứ khốn kiếp đó giết chết? Cận vệ của mình đã liều mạng tới đi báo thù nhưng thất bại hay sao? Chết tiệt. Ngon quá. Thịt của lũ rắn bay năm đầu này thật thiệt vời. Ở đầu từ trên trời rớt xuống quá trời cái xác luôn. Thiệt là đã. Một con rồng chuyên ăn xác thối hay sao? Chết tiệt. Mau biến cho khác. Người đang dám đụng vào cơ thể của thuộc hạ ta, ta không cho phép ngươi làm điều đó. Hả? Cái thứ kỳ lạ máy móc này, ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám ngăn cản ta? Ta là Kim Titan đây. Ta sẽ nghiền nát ngươi. Cái gì? Ngươi là Kim Titan à? Trời đất ơi, ta sợ quá à. Sợ đến mức độ muốn xì hơi luôn á. Chết đi. Cái thứ kỳ đà cả mũi. Cái gì vậy? Không. Đây, ông nhân. Ngươi là tôi đây, thủ lĩnh robot ngoài hành tinh đây. Là ngươi à? Thứ quái vật rồng ăn xác thôi. Ngài yên tâm đi, tôi đã giết chết nó rồi. Vậy à? Ta thật sự xin lỗi. Ta vô dụng quá.
tôi đã bảo với ngài rồi, cơ thể hiện tại của ngài chỉ là một cái phần mô phỏng sơ sài nhỏ bé mà thôi. Nhưng không sao, giờ tôi đã tìm được một khối lượng sắt thép rất lớn, nhưng nó nằm ở xa tích đằng kia. Bây giờ tôi muốn ngài nhanh chóng chạy tới đó. Nhưng cơ thể của ta đang bị hỏng hóc, ta không thể nào đứng dậy được. Ngài cứ yên tâm, bây giờ tôi sẽ sửa chữa và biến đổi ngài thành một hình dạng khác để ngài có thể tự do di chuyển nhanh hơn. Ngài hãy nhanh chóng tới chỗ đóng sắt đó, chờ tôi một chút, tôi đi tìm nguồn năng lượng để kích hoạt hoàn toàn cơ thể máy móc, khiến cho ngài quay lại hình dạng khổng lồ như ban đầu. Hay quá, ta sẽ nghe lời ngươi. Lần này ta không cứng đầu nữa đâu. Vậy là tôi sắp quay trở lại hình dạng của một tay tình khổng lồ rồi hay sao? Hay quá. Tôi được may mắn hồi sinh một lần nữa, nhưng lần này tôi quyết tâm phải kiềm chế bản tính nóng nảy của mình lại, tiến thẳng về hướng nơi đóng sắt thép mà sinh vật robot hồi nãy đã bảo tôi tới. Tuy nhiên thì một chuyện kinh hoàng đã diễn ra trước mắt của tôi. Thứ khốn kiếp mà đã từng giết chết tôi trước đây lại xuất hiện trước mặt. Nhìn thấy nó, máu chó điên của tôi lại muốn nổi lên. Khó, chết mẹ mày đồ con. Nhưng không được. Bây giờ cơ thể này chưa hoàn thiện, làm sao mà tôi có thể đánh lại nó được. Phải bình tĩnh, nhanh chóng tới chỗ đóng sắt thép, rồi chờ đợi để cho robot quay trở lại lắp ráp vào cơ thể tôi trước đã. Bộ sắt thép kia kìa. Nhưng bên cạnh là thứ quái vật to lớn gì vậy? Khốn kiếp, mau tránh xa đồ của ta ra. Kẻ nào to gan dám tấn công tay tầm dịch bệnh ta đây? Cái gì? Lại thêm một cái thứ máy móc kỳ lạ này nữa à? Được rồi, vậy thì ta sẽ đè bẹp ngươi giống như là cái đống sắt vụn cái kia. Không hay rồi, cơ thể của mình vẫn còn đang rất yếu ớt. Chết tiệt, mình không thể nào chết ngay lúc này bây giờ được. Đúng rồi, cơ thể của mình chạy rất nhanh. Mình sử dụng thứ bẩn thỉu chết tiệt đây tới chỗ của kẻ thù mình, tay tình cố thù, để hai bọn chúng đánh nhau. Một trong hai bọn chúng chết đi thì mình sẽ ngư ông đất lợi. Đây, ta đây này, hãy giết ta luôn đi. Mày kiếp gì vậy? Thành công rồi. Thật không ngờ thứ cổ thủ chết tiệt đó lại mạnh đến như vậy. Một đánh của nó thôi cũng đã khiến cho tay tành dịch bệnh tan xác rồi. Được rồi, giờ thì mình sẽ tranh thủ chạy tới chỗ đóng sắt vụn đó. Nhanh lên nào, mình sẽ lấy hết đóng sắt vụn gắn vào người của mình, rồi đi tìm robot máy móc để robot máy móc nâng cấp cho mình. Thành công rồi. Này, thủ lĩnh robot, ngươi ở đâu? Ngươi tìm được nguồn năng lượng cho ta chưa? Mau, nâng cấp cơ thể ta đi, nếu không sẽ không kịp đâu. Ông Trần, tôi tìm được nguồn năng lượng thích hợp cho ngài rồi. Nào, hãy sẵn sàng, tôi sẽ nâng cấp. Hay lắm, nhanh đi. Thành công rồi. Ông Trần, tôi đã giúp ngài hết sức rồi, còn lại phải dựa vào năng lực của ngài. Hả? Cái quái quỷ gì đây? Sao lại có hình dạng giống như tên khốn kiếp kinh tai tình thế này? Người vẫn còn nhận ra ta? Đúng vậy, chính là ta. Nhưng lần này ta lại ở một cơ thể máy móc, một cơ thể mê cha kinh tai tình. Ta đến đây để thanh lý với người món nợ cũ. Mẹ kiếp, cái thử dài như đi, ngươi chưa chết à? Nhưng mà thời đại của ngươi đã kết thúc rồi. Bây giờ ta sẽ thay thế ngươi, trở thành vị vua mới. Muôn loài sẽ phải quy phục dưới chân của ta. Hay là ngươi cũng chấp nhận làm nô lệ của ta đi. Ta hứa không bạc đãi ngươi đâu. Cảm ơn. Dù ngươi có cho ta nhiều vàng bạc châu báu hay thật
nhiều quái vật phóng xạ cái xinh đẹp sexy ba vòng vòng nào cũng bự, ta cũng chẳng thèm. Thứ ta thèm khác chính là vị trí chúa tể của muôn loài. Lúc rồi, ta sẽ lấy lại vị trí đó từ tay của ngươi. Cái gì? Người đàn ảo tưởng sức mạnh à? Cơ thể cũ của ngươi rất là khủng khiếp, nhưng còn bị ta xé xác làm cho tan tành. Bây giờ với cái cơ thể máy móc của bắp này, ngươi nghĩ ngươi có thể đánh bại được ta? Hoang đường quá đi. Ngươi, ngươi quá khinh thường vào cái cơ thể máy móc của tộc người ngoài hành tinh robot đã tạo cho ta. Được rồi, vậy thì hãy nhận lấy hơi thở nguyên tử. À không, phải gọi là hơi thở rô tông. Ngài à, gì bây giờ? Kể từ nay, ta lại tiếp tục là vua của muôn loài phóng xạ. Thế giới này lại thuộc về ta.